những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua. Tin báo Ukraine cho biết Nga chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ. Đến Nga bất ngờ thiệt mạng do bất cẩn khi xử lý đạn dược. Truyện chiến khốc liệt dành Soledad vẫn đang diễn ra, chiều hướng đang có lợi cho quân Ukraine. Cựu tư lệnh Nga cảnh báo nội chiến sẽ giết chết nước Nga. Sư 57 của Nga có thể có một bí mật đen tối. Và sau đây, xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết. Nguyên chào quý khán thính giả đang xem chương trình cập nhật chiến sự Ukraine trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, theo quan sát của Tình báo quân sự Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài quy mô lớn. Các biện pháp của Putin nhằm tổ chức lại nền kinh tế và tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên bang Nga là minh chứng cho việc chuẩn bị chuyển Nga sang chế độ thiết quân luật. Chúng nhằm mục đích củng cố tiềm năng của lực lượng vũ trang Nga và tạo điều kiện để tiến hành các hoạt động đã được lên kế hoạch ngay từ đầu cuộc chiến, nhưng đã bị lực lượng xâm lược của Nga thực hiện không thành công. Thiếu tướng Kirillo Budanov, Tổng cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết như trên. Ông lưu ý rằng những nỗ lực của Liên bang Nga nhằm thu hút tất cả các nguồn lực quân sự để tiếp tục chiến tranh ở Ukraine và việc bổ nhiệm gần đây Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Gerasimov làm tổng tư lệnh các lực lượng xâm lược không chỉ chứng minh cho những thất bại quân sự của Nga, mà còn cho thấy sự chuẩn bị của Liên bang Nga cho việc tiếp tục một cuộc chiến tranh kéo dài quy mô lớn. Như chúng tôi đã đưa tin, Liên bang Nga đã cấm công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự rời khỏi đất nước FSB Nga đã gửi một lệnh tương ứng tới tất cả các bộ phận bảo vệ biên giới của đất nước. Tưởng cũng nên biết thêm, tại Liên bang Nga, bộ đội biên phòng là một phần của FSB. Lính Nga bất ngờ thiệt mạng do bất cẩn khi xử lý đạn dược Theo truyền thông nhà nước Nga, một nhóm quân ở vùng Begorod đã thiệt mạng trong một vụ nổ do bất cẩn khi xử lý đạn dược. Cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine đã kéo dài hơn 10 tháng. Mặc dù ban đầu Tổng thống Vladimir Putin nhắm đến một chiến thắng nhanh chóng trước nước láng giềng Đông Âu, quân đội Nga đã phải gặp rất nhiều thách thức từ phía Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc xâm lược đã phơi bày một số điểm yếu trong quân đội Nga, bao gồm cả việc thiếu vắng những người lính được đào tạo bài bản. Những điểm yếu này, cùng với nỗ lực phòng thủ của Kiev, được hỗ trợ bởi Viện trợ quân sự phương Tây, đã cho phép Ukraine giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ từ Tây Nga. Mới đây, ít nhất 3 quân nhân đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại trang trại Tunenko ở vùng Belgorod của Nga, theo báo cáo từ hãng truyền thông nhà nước Nga TASS hôm ngày 15 tháng 11. Các quân chức Nga công khai tiết lộ một số chi tiết về vụ việc. Các cuộc điều tra ban đầu chỉ ra rằng nguyên nhân gây ra vụ nổ là do quân đội bất cẩn khi xử lý đạn dược. Ngoài những binh sĩ thiệt mạng, ít nhất 15 người khác bị thương chưa rõ mức độ. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do xử lý đạn dược bất cẩn. Một đại diện nói với TASS. Kênh Baza Telegram đưa tin một quân nhân đang làm việc tại nhà văn hóa địa phương đã nhặt một quả lựu đạn gây ra vụ nổ kéo dài 450 mét vuông. Lính cứu hỏa đã dành 4 giờ để cố gắng dập tắt ngọn lửa. Trong khi đó, kênh Telegram của Nga 112 đưa tin rằng đạn dược trong một kho chứa gần đó đã phát nổ, nhưng vẫn chưa rõ số lượng hoặc loại đạn nào đã bị phá hủy trong vụ nổ. Một cuộc điều tra hình sự đã bắt đầu được tiến hành. Trước đó vài ngày, một đám cháy đã bùng phát tại một căn cứ ở Pegorod. Vụ hỏa hoạn được cho là do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, khiến đạn dược phát nổ. Ít nhất một chiếc xe tăng đã bị phá hủy hoàn toàn và hai chiếc khác bị hư hại. Trận chiến khốc liệt dành Soledad vẫn đang diễn ra chiều hướng đang có lợi cho quân Ukraine. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí KF sáng Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết trận chiến giành thị trấn Soledad vẫn tiếp tục khi các lực lượng Nga cố gắng tiến công ở một số khu vực phía đông Donetsk. Cô nói kẻ thù không từ bỏ ý định chiếm hoàn toàn khu vực Donetsk để làm như vậy, nó tập trung nỗ lực chính vào các hoạt động tấn công trên hướng Bắc mút, trong khi các truyền chiến khốc liệt cho Solidar vẫn tiếp tục. Các lực lượng Ukraine đang để lùi các cuộc tấn công của kẻ thù suốt ngày đêm. Để trấn an người dân, đài truyền hình quốc gia Ukraine chiếu cảnh một địa đạo bên dưới lòng đất. Quân Ukraine sử dụng địa đạo này để tấn công quân Nga và rút lui khi cần thiết. Người Nga dù chiếm được thành phố Solidar cũng không thể kiểm soát được. Cô Hanna Malia cho biết, mỗi ngày quân Nga chịu tổn thất khoảng 500 người, vừa chết vừa bị thương. Trong 24 giờ qua, 6 xe tăng và 6 xe thiết giáp của quân Nga đã bị bắn cháy ở khu vực trung tâm thành phố. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov nhận xét rằng, các lực lượng Nga đã không thành công khi cố gắng chiếm thị trấn Solida trong hơn 4 tháng qua, vì họ muốn giành quyền kiểm soát con đường tới Bakhmut để di chuyển các thiết bị quân sự và vũ khí của họ đến đó họ cũng sẽ không thành công vào thời điểm này. Các blogger quân sự của Nga bày tỏ nghi ngờ rằng Bộ Quốc phòng Nga đang chơi xấu nhóm Wagner khi rút bớt các yểm trợ hỏa lực của pháo binh và không quân khỏi thành phố Solidar. Chiều tối thứ tư, lãnh đạo của Wagner trùm du đảng tài Việt Yevgeny Prigozhin nói rằng quân Wagner đã chiếm được thành phố Solidar, đáp lại phát ngôn nhân điện Kremlin Dmitry Peskov đã tạc một gáo nước lạnh vào tuyên bố này khi nói rằng một số công việc trước lớn đã đạt được nhưng các công việc chính vẫn còn. Trong khi đó, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, trong bản tin thời sự hàng ngày đã không nhắc đến nhóm Wagner trong các báo cáo liên quan đến thành phố Soledar. Hôm thứ sáu, Konashenkov tuyên bố quân Nga đã chiếm được thành phố Soledar và không nhắc gì đến quân Wagner. Trước phản ứng của Brygoshin, Konashenkov sau đó thừa nhận rằng các tình nguyện viên Wagner và quân chính quyền Nga đã tham gia trận chiến và rằng một nhóm quân không đồng nhất đã thực hiện một kế hoạch chung theo hướng Soledad. Quân chủ phòng tại thành phố Soledad cho biết, hỏa lực yểm trợ cho quân Nga đã giảm một cách đáng kể phù hợp với nhận định của các blogger quân sự Nga, cho rằng Bộ Quốc phòng Nga đang chơi xấu Brogozin. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia cho biết thêm, kẻ thù cũng đang tấn công theo các hướng Liman, Adivka, và Novopalivka. Các lực lượng du quen chiếm lại Liman vào cuối tháng 9, cô cho biết mức biên chế của một số đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới biệt lập số 3 của quân đoàn 1 Nga đóng ở vùng lân cận Holivka đã xuống thấp đến mức chỉ còn không tới 40% quân số. Ở phía Nam, theo Bộ Tổng tham mưu, người Nga đang cố gắng tăng cường khả năng phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro ở Kherson, Quân đội cho biết, việc di chuyển nhân sự, vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược đã được báo cáo. Trong 24 giờ qua, Nga đã mất khoảng 530 quân cùng với 6 xe tăng, 6 xe thiết giáp và 4 hệ thống pháo. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 14 tháng 3, đã có 114.660 quân xâm lược đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 3.104 xe tăng. 6.173 xe thiết giáp, 2.090 hệ thống pháo, 437 hệ thống hòa tiện phóng hàng loạt, 219 hệ thống tác chiến phòng không, 286 máy bay, 276 trực thăng, 1.867 máy bay không người lái, 723 hỏa tiện hành trình, 17 tàu chiến, 4.846 xe chuyển quân và nhiên liệu, và 186 đơn vị thiết bị đặc biệt. Cựu tư lệnh Nga cảnh báo nội chiến và sẽ giết chết nước Nga. Cựu chỉ huy Nga Igor Ivanovich Rekord, còn được gọi là Igor Gorkin, gần đây đã cảnh báo về cuộc nội chiến ở Nga có thể dẫn đến hàng triệu thương vong khi nước này tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Có đủ loại nội chiến, có những cuộc nội chiến sẽ giết chết đất nước của chúng ta trong 3 ngày vào mùa đông và nó sẽ kết thúc sau 3 ngày nữa, nhưng nó sẽ giết chết cả đất nước. Gherkin nói trong một clip có phụ đề bởi Anton Tereshchenko, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine. Trong đoạn clip, Gherkin nói thêm rằng Moscow có thể rơi vào cuộc nội chiến với hàng triệu người thương vong, với sự sụp đổ và tan trả hoàn toàn. Nga tiếp tục chiến đấu ở Ukraine bất chấp những khó khăn trong việc mua thiết bị quân sự, thiếu nhân lực, tinh thần quân đội kém và điều mà một số người dự đoán là có sự chia rẽ nội bộ trong các nhà lãnh đạo quân sự. Hôm thứ Bảy, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tòa nhà trong khu chung cư ở Dnipro, khiến 29 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị thương. Theo Valentin Resnitschenko, thống đốc khu vực, ông Gekin cho biết, mặc dù các lực lượng Nga đã đạt được một số tiến bộ trong việc chiếm thành phố Solidar của Ukraine, nhưng các nhà lãnh đạo quân đội Ukraine vẫn kiểm soát được tình hình ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố phía bắc Bakhmut. Trong khi đó, một số người chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đưa ra những cảnh báo về một cuộc nội chiến nổ ra ở Moscow. Mafekin, cựu phó Duma quốc gia và luật sư nhân quyền, nói với Newsweek vào tháng 10 năm ngoái rằng, thất bại toàn diện của Putin ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc nội chiến đẫm máu với hàng loạt phe phái và khu vực tranh giành quyền lực. Điều gì sẽ xảy ra phụ thuộc rất lớn vào cách cuộc chiến này sẽ kết thúc, Fekin nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine có thể đánh sập chính phủ của Putin mà thậm chí không cần lấy lại Crimea nếu quân đội của Kiev có thể giải phóng hoàn toàn các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Luhansk và Donetsk. Ông Fiki nói, điều dễ dàng nhất là nếu giới tinh hoa ở Nga quyết định và chọn người thay thế Putin, người thay thế có thể đàm phán với phương Tây, có thể cung cấp một số khuôn khổ ban đầu để kết thúc hậu cần của cuộc chiến đó và sau đó cũng làm việc hướng tới các cuộc bầu cử trong tương lai. Tháng 11 vừa qua, một số email bị rò rỉ từ một người tố giác tại Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, được chia sẻ với Newsweek đã tiết lộ khả năng một cuộc nội chiến có thể nổ ra giữa các đồng minh thân cận nhất của Putin. Đặc vụ được mệnh danh là ngọn gió thay đổi, thường xuyên viết thư cho nhà bất đồng chính kiến Nga Lưu Vong Vladimir Osekin, bày tỏ sự thất vọng và bất mãn bên trong FSB về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Các email mô tả chi tiết tình trạng hỗn loạn và xung đột nội bộ ở Moscow. Dự đoán một cuộc nội chiến không thể tránh khỏi và đất nước sẽ sớm rơi xuống vực thẳm khủng bố khi người dân ngày càng mệt mỏi với chiến tranh. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để bình luận. Su-57 của Nga có thể có một bí mật đang tối. Mới đây, biên tập viên cấp cao cho năm kênh quân sự năm 1945, Peter Skill đã có bài viết táo bạo, đưa ra nhận định về khả năng niềm tự hào của quân đội Nga. Máy bay Su-57 có thể thật sự có một bí mật gây sốc. Theo ông Sukhil, đốt cuộc, Su-57 có thể không tàn hình. Trong nhiều năm, Moscow đã quảng cáo về khả năng của Sukhoi Su-57. Tên ký hiệu của NATO là Felon, nhưng loại máy bay này về cơ bản đã vắng bóng trên bầu trời như quen. Đối với những người quan sát bình thường, có vẻ như Moscow không mấy háo hức khai triển máy bay tham chiến ở Ukraine. Có lẽ người ta lo ngại rằng máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến không thực sự tiên tiến như công ty sản xuất máy bay quân sự lớn của Nga, Sukhoi và Điện Kremlin tuyên bố. Nó có thể không hề tàng hình, và theo The Aviation -kit com Su-57 khó có thể được mô tả là một máy bay tàng hình thực sự. Trang web về hàng không quân sự này đã tổng hợp các bình luận và thảo luận từ một số chuyên gia máy bay. Vào cuối năm 2018, Mikhail Strelas, nhà thiết kế chính và giám đốc của Cục Thiết kế Sukhoi cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với kênh truyền hình Vesta của nhà nước Nga rằng Su-57 vượt trội hơn nhiều so với F-35 cũng như F-22 Raptor của Lockheed Martin. Su-57 không có đối thủ trong số các máy bay thế hệ thứ năm. Strelas gợi ý và đưa ra một lập luận vô lý rằng nếu bạn tính tổng 22 và 35, bạn sẽ có con số 57. Ngay cả khi một số phi công F-35 của NATO ca ngợi khả năng của chiếc máy bay, thì các phi công của Nga lại bác bỏ nó. Su-57 sẽ dễ dàng tiêu diệt một chiếc F-35 nếu chúng gặp nhau. F-35 không thể cơ động, đơn giản là nó không có khả năng, nhưng nó có sức mạnh điện tử. Magomed Topoyev, một phi công thử nghiệm nổi tiếng, nói với TASS khi đánh dấu sinh nhật lần thứ 70 của mình. Ông nói thêm rằng, hôm nay bạn không còn đấu một chục một nữa, tất cả mọi thứ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Ngày nay có chiến tranh điện tử, đây không còn là đấu tập nữa, mà là một cách tiếp cận phức tạp đối với các vấn đề chiến thuật. Điều đáng chú ý là, trong những năm gần đây, Nga nói nhiều về khả năng cơ động và tải trọng vũ khí của Su-57, nhưng lại nói rất ít về khả năng tàn hình của nó. Tác giả Sokyo nhận định, có lẽ Moscow biết không nên nói quá nhiều, biết rằng Su-57 sẽ dễ dàng bị phát hiện. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews.ptva.gmail.com một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.